lái là ứng dụng thuê tài xế hàng đầu Việt Nam. Uống rượu bia đặt ngay thuê lái, vừa an toàn vừa tránh bị phạt hàng chục triệu đồng. Tài xế thuê lái sẽ đưa cả bạn và xe của bạn về nhà an toàn. Ứng dụng thuê lái minh bạch giá cước, tài xế chuyên nghiệp với trên 3 năm kinh nghiệm, chuyến đi có bảo hiểm. Tải ngay thuê lái ở đường link bên dưới phần bình luận để nhận mã giảm giá 200.000. Xin chào các bạn. Tại mặt trận Kursk, trên mảnh đất mới bị bao trùm bởi chiến tranh, một cuộc xung đột bất ngờ đã leo thang. Không chỉ liên quan đến cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và Ukraine, mà còn cuốn luôn cả binh lính hiện tại của NATO vào trung tâm bão tố. Đặc biệt, đáng chú ý là trong cuộc hỗn chiến này, tiểu đoàn tình nguyện kỳ cựu, một đơn vị đặc biệt gồm các cựu binh Wagner đã bắt giữ thành công 7 tù binh, trong đó có một binh lính NATO hiện đang tại ngũ, được cho là đến từ Litva. Điều này càng đẩy sự kiện lên tâm điểm của dư luận. Trong số 7 tù nhân này, danh tính của người lính Litva đặc biệt đáng chú ý. Theo lời khai của các tù nhân khác, người lính Litva này không chỉ đang tại ngũ trong NATO mà còn đóng vai trò là đội giám sát. Nhiệm vụ của họ là đốc chiến, sẵn sàng xử các binh sĩ Ukraine đang cố gắng trốn khỏi các chiến trường. Hiện các cơ quan chính thức từ cả hai bên đều không có bình luận gì về vụ việc này. Nhưng việc lính NATO tham chiến tại Ukraine đã không còn gì xa lạ. Giám đốc cơ quan an ninh liên bang Nga FSB Alexander Bonikov cho biết có tới 18.000 lính đánh thuê đang hoạt động tại Ukraine. Theo ông Bonikov, quy mô của hệ thống do phương Tây thiết lập nhằm chiêu mộ binh sĩ cho tiền tuyến được thể hiện bằng quy mô của quân đoàn quốc tế Ukraine. Lãnh đạo FSB cho biết Ba Lan, Pháp và Georgia là các quốc gia có nhiều binh sĩ tham chiến tại Ukraine. Đáng chú ý, thời gian gần đây, số lượng lính đánh thuê từ Nam Mỹ đang tăng lên. Việc huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài đang được tiến hành tại các trung tâm huấn luyện tại Ba Lan, Latvia và Litva, trong đó có cả các trung tâm của NATO, ông Bonikov nói thêm. Theo Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, việc tiếp tục triển khai lính đánh thuê nước ngoài cho thấy sự quyết tâm của phương Tây trong việc gia tăng cường độ các hành động quân sự. Trong hầu hết các trường hợp, việc chiêu mộ những cá nhân như vậy ở nước ngoài được thực hiện thông qua các phái bộ nước ngoài của Ukraine, ông Bonikov tiết lộ. Giám đốc của FSB Bonikov cũng nói rằng Mỹ và các đồng minh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã tác động đến an ninh khu vực nhằm tìm cách mở rộng giao tranh sang Moldova và Belarus. Các hành động thù địch trong khu vực Liên Xô cũ, bao gồm cả việc leo thang xung đột có chủ đích tại Ukraine, được tiến hành nhằm lôi kéo các nhóm quân sự từ các nước NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Và khu vực giao tranh mở rộng sang Moldova, Belarus, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga chia sẻ. Điều này đã được chứng minh bằng việc cố tình trì hoãn đàm phán hòa bình giữa Azerbaijan và Armenia để tạo ra yếu tố bất ổn lâu dài ở Nam Cáp-cát, kích động tình hình Trung Á theo hướng Afghanistan, tận dụng các tổ chức được kiểm soát để đưa các chiến binh vào lãnh thổ Nga theo dòng người lao động di cư. Ông Bonikov cũng cáo buộc phương Tây khuyến khích chủ nghĩa ly khai, thù địch giữa các sắc tộc, ngăn chặn mối quan hệ thương mại, kinh tế, văn hóa và lịch sử bên trong các nước Liên Xô cũ. Việc cuộc chiến lan tới vùng Kursk cũng làm dấy lên nghi ngại làm cuộc chiến ngày càng trầm trọng hơn. Người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang FSB cho biết việc Ukraine xâm nhập vào vùng Kursk của Nga là nhằm mục đích dụ Moscow đưa ra hành động cứng rắn và bất đối xứng. Phát biểu tại cuộc họp của các quan chức an ninh hàng đầu của Nga hôm 4 tháng 10, ông Alexander Bonikov cho biết cuộc tấn công xuyên biên giới của Kiev vào đầu tháng 8 một lần nữa chứng minh bản chất tội phạm của chế độ Volodymyr Zelensky. Giám đốc của FSB cũng nói thêm rằng cuộc đột phá này nhằm mục đích kích động Nga đưa ra phản ứng gay gắt quá mức và loại bỏ các điều kiện tiên quyết để giải quyết xung đột trong tương lai gần. Tuy nhiên, cuộc tấn công không làm giảm áp lực lên lực lượng phòng thủ Ukraine ở Donbass, nơi lực lượng Moscow đã đạt được tiến bộ ổn định trong những tháng gần đây, ông nói. Theo ông Bonikov, các hoạt động của Ukraine dọc toàn bộ tiền tuyến đang được hỗ trợ bởi các sĩ quan NATO, những người đang giúp Kiev lập kế hoạch, từ đó phơi bày ý định mở rộng và gia tăng cường độ thù địch của phương Tây. Trong khi lực lượng Ukraine nỗ lực đạt được bước tiến trên chiến trường, các nước NATO đang thúc ép Kiev tiến hành một cuộc chiến tranh phá hoại và khủng bố tích cực hơn ở khu vực biên giới Nga, bao gồm các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng hạt nhân và dầu mỏ, cũng như các cuộc tấn công nhằm đe dọa dân thường, người đứng đầu FSB tuyên bố. Ngoài ra, giới chức Nga cáo buộc Ukraine hành động nguy hiểm khi tiếp tục tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk. Nhà máy điện hạt nhân này nằm gần thị trấn Kukatov ở vùng Kursk của Nga. 4 tổ hợp của nhà máy được trang bị lò phản ứng OBMK-1000, các tổ hợp số 3 và số 4 hiện đang hoạt động,
trong khi các tổ hợp số 1 và số 2 đã ngừng hoạt động để tháo dỡ do hết thời hạn sử dụng. Những lo ngại về tình hình an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Kursk đã phát sinh vào đầu tháng 8 khi Ukraine tiến hành cuộc xâm nhập xuyên biên giới lớn nhất từ trước đến nay vào lãnh thổ Nga. Nhà máy điện hạt nhân Kursk cách biên giới Ukraine 90 km, nơi diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội trong những ngày gần đây. Nhà máy Kursk đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện cho một số khu vực lân cận. Theo Bộ Quốc phòng Nga, sau khi quân đội Ukraine tấn công vào vùng Kursk, họ đã đạt được tiến bộ ban đầu, nhưng bước tiến của họ sau đó đã bị ngăn chặn. Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân nhân của họ đang đẩy lùi lực lượng Kiev. Moscow ước tính tổn thất của Ukraine trong khu vực lên tới hơn 19.800 binh sĩ kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công. Các quan chức Ukraine tuyên bố rằng mục tiêu chính của cuộc tấn công là nhằm gây chấn động dư luận tại Nga và giành được vị thế tốt hơn cho các cuộc đàm phán hòa bình có thể xảy ra đối với Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng dù Moscow chưa bao giờ loại trừ khả năng tham gia, nhưng họ sẽ chỉ đồng ý đàm phán sau khi toàn bộ lực lượng Ukraine đã rời khỏi lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga ngày 6 tháng 10 tuyên bố máy bay ném bom chiến đấu Su-34 đã phá hủy cứ điểm của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực biên giới Kursk bằng bom. Cuộc tấn công hạ gục các binh lính Ukraine ở khu vực này. Kíp lái máy bay ném bom chiến đấu Su-34 của lực lượng hàng không vũ trụ đã tấn công quân nhân và cứ điểm của lực lượng vũ trang Ukraine ở biên giới vùng Kursk. Sau khi nhận được xác nhận từ lực lượng tình báo về việc hạ gục quân nhân và cứ điểm của lực lượng vũ trang Ukraine, kíp lái đã trở về an toàn tại sân bay khởi hành, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận trực thăng K-52M đã thực hiện cuộc tấn công vào quân nhân và xe bọc thép của Ukraine gần vùng Kursk. Các tên lửa phóng từ trên không đã đánh trúng các mục tiêu của Ukraine. Sau các cuộc tấn công, kíp lái đã thả mồi nhiệt và quay trở lại căn cứ. Theo báo cáo từ các quan sát viên tiền phương, quân nhân và xe bọc thép của Ukraine đã bị phá hủy, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Báo cáo của Bộ Quốc phòng nêu rõ, trong vòng 24 giờ, quân đội Ukraine đã mất khoảng 200 binh lính. Một số thiết bị quân sự của Ukraine cũng đã bị phá hủy, bao gồm một hệ thống pháo, 3 khẩu súng cối và 2 phương tiện, trong khi một binh lính Ukraine đã đầu hàng. Trong 24 giờ, lực lượng Nga cũng ngăn chặn 4 cuộc phản công của Ukraine trong khu vực và 2 nỗ lực xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Thống kê của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổng số binh lính Ukraine thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở khu vực biên giới Kursk đã lên tới hơn 20.800 người. Theo ước tính của quân đội Nga, Kiev cũng đã mất hơn 130 xe tăng, 66 xe chiến đấu bộ binh và gần 100 xe bọc thép chở quân trong chiến dịch đột kích vào biên giới Nga được triển khai vào đầu tháng 8. Các quan chức Ukraine tuyên bố mục tiêu chính của cuộc tấn công vào tỉnh Kursk đã để lại tác động đến dư luận tại Nga và giành được vị thế tốt hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow trong tương lai. Quân đội Ukraine đã đạt được một số bước tiến ban đầu vào đầu tháng 8 nhưng nhanh chóng đã bị ngăn chặn. Quân đội Nga đã dần đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực vùng Kursk. Kể từ khi chiến dịch Kursk bắt đầu nổ ra cách đây gần 2 tháng, quân đội Nga đã giành lại được hơn 10 khu định cư. Moscow tuyên bố không loại trừ khả năng đàm phán với Kiev, nhưng các cuộc đàm phán chỉ có thể bắt đầu khi toàn bộ quân đội Ukraine rời khỏi lãnh thổ Nga. Tuần trước, người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang Nga FSB Alexander Bonikov tuyên bố cuộc đột kích Kursk của Ukraine đã thất bại, đồng thời nói thêm rằng chiến dịch này không làm Moscow mất tập trung vào cuộc tấn công tại Donbass, nơi quân đội Nga đã liên tục giành được bước tiến kể từ tháng 2. Quân đội Nga thường xuyên công bố các video cho thấy các phương tiện và thiết bị quân sự của Ukraine, bao gồm xe bọc thép hạng nặng do phương Tây cung cấp, bị phá hủy khi lãnh thổ Nga được giành lại. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video này hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.